Chào các bạn nha. Tại mình thấy được cái quăng này nè các bạn. Đây. Mình sẽ bắt về mình nuôi nha các bạn. Nghĩ đang lấy dầu gió vô trong nhang nha các bạn. Mình bắt đầu là ấy nhang vô với mình thổi lục não cho nó bay ra nha các bạn. Là bắt đầu ong nó bay ra nha các bạn. Ong nó bay ra nhiều rồi nha các bạn. Cái chị chủ nhà chỉ nói là ráng bắt hết giùm để nó tối nó bay vô nhà nó hay chích mấy đứa nhỏ nha các bạn. À, ong bắt đầu nó bay ra nhiều rồi nha các bạn. Tập trung lên nón lá rồi nha bạn. Ổ đại ít quá các bạn, giờ mình tìm được ổ khác rồi nha các bạn. Nào mình ấy khói cho nó ra nha các bạn. Nó ong ra nhiều rồi nha các bạn. Mình phơm lại gần cho các bạn xem nha. Nó hơi cao nha các bạn. Nó giờ cái ong gà nhiều rồi nha các bạn. Giờ anh lên anh kiếm con hồng chúa nha các bạn. Ông nó đem mật nhiều quá trời, phấn hoa vỏ trắng vàng 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 á. À, ông bắt đầu nó bay ra nhiều rồi nha các bạn. Tập trung lên nón lá rồi nha các bạn. Rồi này, thu quân về nha các bạn. Bay chỗ cái miệng quá trời luôn. Rồi đi, nãy giờ đi cũng khá lâu rồi, về con vợ mình nó chửi mình nát luôn mà ơi. Nó làm không lo làm, tối ngày thì bắt ông, rồi xong rồi gom đồ thu dọn xuống trường lấy nhang rồi xuống nhánh ơi, để thôi cháy mấy dây điện người ta chửi chết. Cũng còn quá trời nè. Bắt được chúa rồi các bạn ơi. Nè, nó bự hả? Ờ, nó bự đen nè. Ôi. Ôi. Là em vợ em thấy. Đó. Ê ê đừng. Vợ em thấy rồi, chúng thôi là nó bay mất tiêu rồi. Nó bay làm vòng hoài ha. Ừ. Rồi bây giờ mình máng vô nó lá cho tụ về cái mình nè. Mình bắt chúa về mày. Đây. Máng xích trên ok, không máng cao lên chút. Máng thấp quá vậy anh sao đâu. Đây bây giờ mình bắt nhốt chúa vô lòng chúa nha bạn, không sao đâu. Ok đó, mình về tới nhà rồi các bạn. 240 mấy ngàn quên mẹ nè. Ủa, thùng rồi, mình chuẩn bị sẵn cái thùng rồi nè. Cái thùng này mua nhiêu anh? 240 mấy ngàn đó. Nãy đây nè, thùng để nuôi ong nha các bạn. Tờ giấy còn này mới mua thấy nè, 249 nha các bạn. Rồi bắt đầu bỏ nó vô cái thùng nuôi ong. Để đây nè anh, để vào đây nè, để đó nó bay. Cái thùng mới mua thùng này anh. Vậy mình có lấy mấy cái hộc ra không? Đây, mình chừa một hộc lại thôi. Xô lại. Mình chừa một hộc lại thôi anh. Chừa cầu lại hả? Ừ, mình chừa một cầu thôi, tại nó bu vô một cầu một mà. Lấy mấy cầu kia ra đi. Rồi đó, vậy đó. Cái bố là mặt ong tràn đầy luôn. Vậy và mình cột ong chúa vô. Nói này các bạn, đó đầu nha, cuối thùng lấy ong chúa ra. Trời, ông này không làm gì vậy trời. Ông chúa ra.
đây nha các bạn. Đây. Trời ơi, chút xíu vô con mắt các bạn ơi. Để nhờ. Ủa không không cắt cánh à anh? Không. Cắt cánh thả ra luôn anh. Không. Vài bữa mới thả ra. Đó. Má em chúa rồi các bạn. Chúa nằm ngay các bạn. Đó, thấy nó lúc nhất không? Đó. Rồi, tập mạnh lên đại đi anh ơi. Đấy, khoan khoan khoan, lấy bụng xuống không? Lấy cái đó trước đi. Ừ. Ụp xuống cái mình đậy lên luôn hả? Không á, mình chuẩn bị nha. Mình ụp cái mình đậy lên luôn hả? Ụp mạnh đại đi. Rồi, đẩy vô. Ừ. Có một vài con ong nó bị trúng độc. Kỳ vậy ta. À, vô thùng rồi, bữa nay có thùng ngon quá rồi các bạn ơi. Đó nè. Nó chui vô nè. Nó chui vô lỗ đó kìa. Đó. Ok. Xong rồi các bạn ơi. À, cũng xong rồi thôi, mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Bạn coi thấy hay các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Tại là ông nó gom vô thùng hết rồi nha các bạn. Để mình mở lên cho các bạn xem nha các bạn. Đó, nó gom vô dĩ hết trơn luôn rồi nè các bạn. Ngon thấy không các bạn? Kết thúc video tại đây nha các bạn.